mình là chuyên sản xuất máy đồ dập hai cầu thân thép anh em nhé. Và mình gia công tất cả các loại khuôn trên máy. Anh em làm cơ khí mà đang cần chiếc máy và những bộ khuôn các loại gọi cho mình nhé. Mình hôm nay mình chặt sắt phi 12, quay cho anh em xem cách chặt sắt phi tròn 12 nhé.